Đây, hôm nay hello team, mình sẽ show cho các bạn về cái vườn cải nhá. Đây là cây cải này, đây là cây cải xanh, là nó xanh mơn mờn luôn. Và cả cây cải này thì có sâu rồi đấy. Đây có hiện tượng sâu bò đây này. Đây đó, đây là con đường con sâu rẽ bùa đi đấy. Đây mà mình thì không thấy con sâu đây, chắc nó lăn xuống đất rồi. Mấy con sâu này buổi tối mình bắt đèn đi rồi mới bắt được nó. Đây con sâu này, ở đây có phần sâu này đó, thấy chưa, màu đen đen này, phần sâu đấy mà không thấy sâu đâu cả. Đây đó, đây cái cải này là mọc được 3 tuần này đó. Nó thì lớn nó còn cả cái cây này. Đó. Nó rất chi là xanh luôn. Quá xanh luôn. Ôi mình làm gãy mất rồi. Đây là những lá cải non vừa mới lên. Rất chi là đẹp. Và được trồng ở trong một cái chậu bé xinh như này đây. Đó. Nó chiều mới mưa nên đây cái lá này nó đang còn ướt này. Đó. Nó còn ướt đấy. Đó, thấy chưa? Đây là những cây cải. Đây, có mọc lên. Cái cây cỏ này thì nhổ cho nó lên. Đây, lá này thì bị sâu này. Nhưng mà cây vạt này thì bị sâu ít hơn vạt này. Đây nữa. Đây cũng là một chậu cả. Đây, chậu cải này thì bị sâu ăn này. Sâu ăn nhiều hơn. Đó. Thế không thể tin nổi. Nó rất bị rất nhiều sâu. Sâu lên ăn